Vâng, em xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Phượng KTV. Và hôm nay em lại đưa quý vị và các bạn đến với thành phố Tokyo của Nhật Bản. Và trước mắt chúng ta là một chiếc âm ly Luckman L505UX. Và con này thì nó cũng khá giống với con mà em đã bán cho một bác ở bên Hồng Kông. Nhưng con này đời nó cao hơn quý vị nhé. Con này đời nó là đời đèn xanh ạ. Đời của nó là đời đèn vú màu xanh. Con chiếc em bán bên Hồng Kông là đời đèn vú màu vàng. Thì cái đời đèn vú màu vàng nó vẫn cũ hơn con này, đời nó sâu hơn. Và hiện tại thì tiệm họ đang bán với giá là 198.000 yên quý vị nhé. Và tiếp theo xin được giới thiệu đến tất cả quý anh chị và các bạn một chiếc Power của Pioneer M90. Và cái Power của Pioneer thì em bán về Việt Nam với giá là 16 triệu quý vị nhé. Và em bao đường biển cho quý anh chị và các bạn. Máy còn rất mới, mới đến 99,9% luôn quý vị. Đây là một chiếc Power rất nổi tiếng của hãng Pioneer. Và cũng được rất nhiều các anh em đón nhận tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt là về chất âm sắc của chiếc Power này thì mình cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều. Bởi vì hãng Pioneer là một hãng cũng rất nổi tiếng về chất âm. Và tiếp theo là một chiếc CD của Pioneer có kết hợp đường vào của USB đang được bán với giá là 3,3 triệu quý vị nhé. Và tiếp theo nữa là một chiếc đờ lông 1650SR. Và con này em bán về Việt Nam với giá là 16 triệu quý vị nhé. Và tiếp theo xin được giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một chiếc Esoteric D07X đang được bán với giá là 33 triệu. Và con này nếu như đi đường biển là 40 triệu. Còn đi đường bay là 43 triệu quý vị nhé. Chi phí đóng gói vào con này cũng mất khá nhiều. Bởi vì con này phải đóng gói rất cẩn thận. Hàng tuyển, hàng mắc là đóng gói rất cẩn thận. Cho nên là cái công đóng gói nó sẽ độn lên. Và đóng sơ sài là không thể được. Con này phải đóng cẩn thận cho quý anh chị và các bạn. Và trong quá trình vận chuyển về đến nhà, có vấn đề gì quý khách vui lòng liên hệ ngay để được chúng em trao đổi lại, chúng em có thể nhận lại hàng. Tiếp theo là những chiếc đĩa than quý vị nhé. Bên ở Việt Nam mình cứ quen gọi là đĩa than. Và đây là những chiếc máy chạy đĩa nhựa cũng tương đối là mắc. Và nếu như anh em có nhu cầu thì nhắn tin vào Zalo cho mình. Bởi vì những cái này thì có anh em mà đặt hàng thì mình sẽ mua thôi. Đó, có những con bán đến gần 10 triệu và có những con còn mắc hơn rất nhiều. Ví dụ như của hãng Micro rồi Yamaha bán đến mấy chục triệu một con thì giá tiền cũng rất là cao. Nhưng thực tế thì tiền nào của đấy thôi quý vị. Những con càng mắc thì chất lượng âm sắc đưa ra rất là đỉnh. Và hôm nay vào tiệm này không mua cái gì, mua được mỗi cái máy game thôi quý vị ơi. Và tiếp theo là một con Luckman LX38 Zilmeter đang được bán với giá là gần 60 triệu quý vị nhé. Máy rất mới luôn, mới 100%, mới gần như 100% luôn quý vị. Máy mới lắm, nhìn phê thôi rồi luôn. Con này mà kề vào đánh thì chất âm quá tuyệt vời. Luckman LX38 Zilmeter. Và tiếp theo đó là một con CD của Mentos quý vị ạ, 70007. Điệp viên 70007. Điệp viên 70007. Mentos, một chiếc CD của Mentos. Và tiếp theo em quay đến quý vị và các bạn những cặp loa. Cặp loa ở đây thì nó có cặp loa Victor rồi. JBL này. JBL JB là 4312B. Rồi E là 40. Rồi Onkyo này, Yamaha, Korang, Daitonler. Nói chung là cặp loa này thì cũng không có cặp loa nào. Đây là cặp JBL là A822, bán khá cao. Em chỉ quay lướt qua cho quý vị tham khảo giá thôi. Dưới là cặp Daitonler DS401, bán cao lắm. Ở đây là cặp JBL A640 này. Bán 6,6 triệu rồi.
Loa nhìn rất nhỏ và xinh xinh, giá thì cũng tương đối cao. Đây là cặp loa cây, cặp loa quay, bán cũng 11 triệu rồi. Và đây cũng là một cặp loa cây nữa này, bán 27 triệu rồi. Bán đã 27 triệu rồi quý vị. Bán tương đối cao, nhưng mà chất âm của nó thì phải rất là tuyệt vời, phải không quý vị? Và có lẽ em phải tạm dừng video ở đây nhé. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ghé thăm kênh. Và quý vị và các bạn đang xem video chưa nhấn nút đăng ký, vui lòng nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất từ Phượng Kỳ TV. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video kế tiếp. Kính chúc quý anh chị và các bạn xem video vui vẻ.